Vâng, em xin chào các anh. Đấy, ở đây em tiếp tục em lên cho các bác thêm một cái con giải mã đời rất là cao, đời hết số của đời N các bác nhá. Con này là con FRN9, đời hết số của đời N luôn. Trước nó sẽ có đời N3, N7 và cuối cùng cái cao nhất là đời N9. Thì đời này đời cao nhất của đời FRN9 các bác nhá. Nó sẽ có N3, N7, N9 thì đây là đời cao nhất của đời N số trơn. Còn ngoài ra nó sẽ có N7, N3X, N7X với cả N9X nữa. Thì tuy nhiên đấy là một cái dòng khác rồi. Còn cái dòng N số trơn này thì đây là đang là dòng cao nhất hiện tại luôn các bác nhá, N9 số trơn. Hàng về thì như các bác thấy này, hàng có rất là đẹp nhé. Này có rất là đẹp. Máy đẹp luôn, đời xuất sắc luôn nhé. FRN9 con này thì nó ở đằng sau nó có rất là nhiều cổng vào cho các bác cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Cổng này in, tép in và cổng CR in. Hai đường tép out và đường CR out để mình có thể là kết nối xuống dưới hai con âm đi để làm giải mã nhé các bác nhé. Đấy, tức là mình giải mã ra được hai cái âm đi một lúc. Đấy. Và có một cổng quang in để mình cắm đường cổng quang vào đây để mình kết nối TV Smart để nghe nhạc nhé. Đấy, TV Smart hiện nay thì nó có cái cổng quang này là cái cổng mà đang rất nhiều bác là muốn khai thác để là nghe nhạc số. Em xin phép vừa dừng video để cắm sâu cái dây này vào một chút nhé. Đấy thì con N9 này đấy, nó giải mã nhạc số, tức là nhạc tín hiệu đường quang từ TV Smart ra rất là hay luôn. Con cơ FRN9 nhá. Đấy. Công suất của máy để kéo loa là 56W điện 100V, hàng sản xuất trực tiếp tại Nhật nhé. N9. Đấy thì dòng này thì là nó có thể là kéo một đôi loa bass nó khoảng 16 độ về cái nhạc. Đấy. FRN9 nhá. Tiếng của nó rất là trong và hay luôn. Thì đấy là đường điện thoại này. Muốn chuyển đường quang các bác ấn input chuyển sang đường digital nhé. Cái bác xong chuyển digital thì mình sẽ bắt đầu phát nhạc từ cổng quang TV ra. À, thì tín hiệu nó sẽ đưa vào đây và nó được đưa xuống dưới đường, nó sẽ được đưa tiếp ra đường dây AV để là giải mã đường quang thành đường tín hiệu analog, đường AV để đưa xuống đi to để mình làm giải mã nhé. Bác nào mà ghép loa trực tiếp vào đây để nghe nhạc cũng được nhé. À, nó sẽ giải mã trực tiếp ra công suất của nó của máy luôn. À, giải mã trực tiếp. Các bác nghe tiếng tép nó sướng không? Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Tuy thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Đấy. Con này có cả CD. Chức năng CD của nó thì em sẽ test thêm cho các bác xem nó có đọc không nhé. Còn ví dụ nó đọc thì là về dùng khi nào hỏng bỏ nhé. Còn em là em ở đây là em không bao chạy cái mắt đĩa. Đấy. Mình dùng đến khi nào mà mắt đĩa nó không đọc thì mình bỏ thôi. Đấy. Như các bác thấy là đĩa nó vẫn đọc này. Lưu ý là các bác còn nên dùng các cái đĩa xịn nhé. Thì là mắt nó sẽ bền hơn. Còn nếu mà dùng các cái đĩa tự ghi hoặc là đĩa ấy thì là em nghĩ khả năng vẫn đọc thôi. Em vẫn nghĩ khả năng là vẫn đọc thôi, nhưng mà về cái độ bền của mắt thì có thể nó sẽ không đảm bảo lắm đâu. Đấy, em thử một đĩa tự ghi cho các bác nhé. Cái đĩa em đang sử dụng cho cái đầu kia. Đấy. Đấy, thì cho vào đây. Không đọc. Đĩa xịn của Nhật thì nó đang đọc. Đấy, cái đĩa tự ghi này nó đang không thể đọc. Đấy. Ok, như vậy là con này hiện tại
là cái đĩa tự ghi em thấy là nó đang đọc kém nhé, có hiện tượng kén đĩa. Ok đấy, nó rất rõ ràng tình trạng máy nhá, để bác nào cần thì alo em. Con cưa FLN9 này thì con này là giá bán của nó nhá. Đấy. Giá bán của con này nhá, FLN9 này giá bán của nó là đi với con hàng cực đẹp như này nhá, bình thường ra là sẽ là 2,6 triệu nhá. Nếu như em test là CD đâu, để con này CD nó hơi kém, nó coi như là em bỏ, coi như là không CD đi thì em bán con này là 2,2 triệu nhá, bác nào mua Noel nhá. 2,2 triệu. Đấy, ok thì là mọi thông tin chi tiết các bác hãy liên hệ số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 đặt hàng nhé. Nhưng con này công nghệ giải mã DNA02 tiếng rất là hay rồi. Ok, xin chào các anh.